sau đó bản tin mới, rồi là cái sự kiện Tổng thống Trump đã phản ứng về cái quyết định quan trọng của tối cao pháp viện ngày hôm nay liên quan đến vấn đề đại học. Đương nhiên cái vấn đề affirmative action là một sự tranh luận trong rất là nhiều năm, và tới ngày hôm nay sự tranh luận này vẫn tiếp tục còn tranh luận, và cuối cùng tối cao pháp viện đã giải quyết một lần cho xong. Có nghĩa rằng là trong quá khứ về cái sự kiện mà quý vị không cần biết điểm số như thế nào, những cái trường đại học nó sẽ nhận sinh viên dựa trên màu da. Chẳng hạn như con em chúng ta là người Á Châu, rất là vất vả và cực khổ, đến cái mức độ chúng ta phải cố gắng đựng chịu và chịu đựng để có những điểm số cao mà chúng ta không vào được những trường đại học Y. Trong khi đó da đen nó có thể học ít hơn và nó có thể điểm thấp hơn, vẫn có một ghế trong trường đại học Y. Tổng thống Trump đã hoan nghênh cái phán quyết của tối cao pháp viện ngày hôm nay. Tổng thống Trump nói, đây là một ngày thật tuyệt vời cho nước Mỹ của chúng ta. Đây là điểm vô cùng mấu chốt, là một ngày tuyệt vời. Sự tuyệt vời này như thế nào đây? Chúng tôi sẽ tiếp tục. Đây tôi highlight lại cho quý vị. Rồi. Đó là một ngày tuyệt vời cho nước Mỹ của chúng ta. Một ngày tuyệt vời khi thật sự cái tối cao pháp viện. Wait a minute. Cái tối cao pháp viện dưới thời của ông Trump đó, quý vị nhớ rằng là gì? Ông Trump là người đề cử ba cái nhân vật. Nhưng mà tới ngày hôm nay tối cao pháp viện vẫn tiếp tục Dancing with the Star. Lúc này lúc khác nha, nhưng mà lúc nào tôi báo cáo lúc đó. Tổng thống Trump viết, đó là một ngày tuyệt vời cho nước Mỹ. Những người có khả năng phi thường và mọi thứ khác cần thiết để thành công, bao gồm cả sự vĩ đại trong tương lai của đất nước chúng ta, cuối cùng cũng được khen thưởng. Đây là phán quyết gì mọi người đang chờ đợi và hy vọng kết quả tuyệt vời của nó. Nó cũng sẽ giữ cho chúng tôi, cho chúng ta cạnh tranh phần còn lại của thế giới. Những bó vĩ đại nhất của chúng ta được trân trọng, và đó đều là một ngày tuyệt vời đã mang lại. Chúng ta sẽ trở lại tất cả dựa trên thành tích. Đó là cách nó nên diễn ra. Đúng, đất nước mày là đất nước về cơ hội, dựa trên thành tích. Nếu mà thật sự quý vị muốn trở thành một cái đại nhân vật nào đó thì sự cố gắng và thành tích sẽ chứng minh tất cả. Còn có vấn đề nằm ở chỗ tiếp theo. Cái phán quyết này vô cùng quan trọng cho những con em chúng ta, trong đó có những đứa con của tôi. Hiện giờ nó phải học việc rất là vất vả để có kỹ năng viết, đọc và nói, toán học vân vân, để hy vọng một ngày nào đó nó được vào và cạnh tranh một cách công bằng. Nó không dựa trên màu da, mà nó dựa vào những cái thực lực thật sự trong những trường y, trường luật hay là những trường đào tạo kỹ sư vân vân. Và đó là phản ứng của Tổng thống Trump ngày hôm nay sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.